mình đã chuẩn bị sách vở rồi. Nhưng mình phải chải tóc cái đã. Wow, đó là ai? Có chuyện gì thế này? Nhờ tí nhé. Đẹp trai đâu phải chuyện dễ dàng. Khoan đã, cậu là Macaron à? Tớ chưa bao giờ gặp Macaron. Giờ thì gặp rồi đấy. Tớ không trách họ, nhưng mà nhìn tớ đi nè. Wow, ngầu quá đi mất. Biết đâu mình cũng có thể trở thành Macaron. Tụi mình sẽ rất đẹp đôi. Cậu thấy thế nào? Muốn cắn tớ không? Rất mộng nước đấy. Hả? Tớ đang đợi nè. Thật luôn đấy hả? Còn lâu. Kỳ cục quá. Quay lại đây. Xin lỗi mà. Làm bộ chảnh với tớ hả? Cứ chờ đấy, cậu sẽ phải hối hận thôi. Mình thực sự nên đi gặp nha sĩ. Nhỏ tiếng thôi được không? Tớ đang cố đọc sách. Wow, hay quá đấy mất. Đói bụng quá, ăn nhẹ một chút nào. Mẹ đã chuẩn bị món ngon cho mình. Để xem có gì nào. Nhãn cầu tươi ngon, vừa dai vừa ngon. Chưa gì đã chảy nước miếng rồi. Nhức cái nách. Mình thích lúc nó nổ. Biết rồi. Tiếng gì vậy nhỉ? Wow, nhìn hàm răng của Justin kìa. Mầm mầm. Thật sắc nhọn. Ước gì răng mình cũng như thế. Đâu ai đánh thuế ước mơ. Emily đang làm gì vậy? Đã đến lúc làm móng. Lớp hồng này chán như con rán. Mình đã nghĩ ra một ý. Ok đấy. Mình sẽ lấy móng tay giả này. Chuẩn không cần chỉnh. Và mình sẽ cần kem đánh răng. Mình sẽ bóp kem đánh răng lên móng giả. Chỉ cần một giọt nhỏ thôi. Sau đó mình sẽ úp móng lên răng. Kem đánh răng giống như keo vậy. Và mình đã có răng nanh. Wow, cũng đáng sợ đấy chứ. Dùng thử chúng xem sao. Mình sẽ thử cắn vào quả táo này. Không ổn rồi. Răng này không đủ sắc. Thật là quá thất vọng. Không sao cả, nhìn đẹp là được. Hy vọng Justin thích chúng. Biết đâu cậu ấy sẽ để ý đến mình. Nhãn cầu đó thơm ngào ngạt. Cuối cùng lớp học cũng kết thúc. Mong tôi. Mình sẽ cất sách vào trong tủ. Nặng dã man. Mình không muốn phải vác theo sách cả ngày. Em sẽ gặp thấy sao nhé? Có thể tối nay. Cửa vừa đập vào mình à? May là không ai nhìn thấy. Wow, cậu ấy đẹp trai quá. Cậu ấy thực sự biết cách mặc áo choàng. Điểm 10 chất lượng. Cái đầu lâu này đầy bụi. Lát nữa mình sẽ lau nó vậy. Ôi, Justin mới làm rơi gì đó. Đó là cuốn tạp chí thời trang. Không cần mấy quyển này, đi vào lớp học thôi. Không có ai cả. Mình sẽ nhặt tạp chí của cậu ấy. Wow, đây đúng là thứ mình cần. Mọi người đều quá lộng lẫy. Vậy ra đây là thứ mà Macaron mặc. Có lẽ mình sẽ tìm được nguồn cảm hứng. Hãy nhìn kìa. Trông đáng yêu quá. Mình mặc sẽ xinh lắm. Nhưng mình đang mặc sai màu rồi. Macaron không mặc áo sọc. Trừ khi mình có mang sẵn quần áo trong cặp. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Biết may mà, ổn đấy. Chỉ cần một vài thứ nữa. Đã đến lúc trổ tài khéo tay. Mình sẽ trải áo lên một mặt phẳng. Sau đó mình sẽ cắt ngang qua giữa chiếc áo. Mình sẽ bỏ phần dưới đi. Tiếp theo mình sẽ cởi một khuôn tô. Mình đã cắt cái này thành hình dạng đôi môi. Và đặt nó vào giữa luôn nè. Mình sẽ dùng hồ dán bôi vào các khoảng trống. Phải thật cẩn thận, không được làm dịch chuyển khuôn tô. Sau khi xong mình cần kim tuyến. Tất nhiên mình sẽ dùng màu đỏ. Mình sẽ chấm khợ vào kim tuyến. Sau đó mình sẽ chậm rãi xoay nó như này. Kim tuyến sẽ rơi đều lên trên áo. Mình sẽ xoay như vậy phía trên keo. Wow, đẹp dã man. Ưng cái bụng lắm cơ. Mình sẽ mặc thử. Wow, nó rất hợp với mình. Thích quá đi. Mình sẽ lấy tạp chí của Justin. Nó có thể hữu ích. Mong là cậu ấy đang ở đây. Cậu ấy kìa. Cậu ấy lúc nào cũng đẹp trai. Hỡi quả bóng ma thuật, ai là Macaron đẹp nhất? Hả? Dave? Dave là ai? Thử lại xem nào. Ta à. Cảm ơn nhé. Tôi chỉ đang đùa thôi, tất nhiên là cậu rồi. Cặp răng nanh. Wow. Mà thôi, nói chuyện sau nhé. Bye bye. Ta cần bay đi. Tạm biệt. Cô gái đó là ai? Và cô ta có gì mà mình không có? Cuộc đời thật bất công. Cô ta nghĩ mình thật đặc biệt. Với mái tóc đen bóng mượt đó,
và làn da trắng như sữa. Là mắc ói. Mới sáng ra đã bực cái mình. Và rồi lại phải học cái lớp này. Chán bọn con trai rồi, đặc biệt là macaron. Mà chờ một chút, cái này ở đâu ra? Mình mua chỉ từ bao giờ nhỉ? Khoan, mình có một ý tưởng. Và ý này cực kỳ hay ho. Mình sẽ phải trang điểm thật nhanh. Đầu tiên, mình sẽ đánh phấn mắt. Mình chọn màu hồng phấn này. Mình sẽ tán nó với phấn mắt màu đen để tạo phong cách mắt khói. Bây giờ mình cần sợi chỉ. Mình sẽ kéo nó qua kem màu đen, sao cho sợi chỉ chuyển màu đen. Vậy là được rồi. Sau đó, mình sẽ áp nó vào má mình. Mình sẽ kéo sợi chỉ lên và qua mờ mắt. Thế này thôi. Vậy là có một đường mỏng màu đen. Cứ tiếp tục như vậy. Sau đó, mình sẽ đánh thêm phấn hồng. Ok đấy. Nó thực sự mang lại hiệu ứng kịch tính. Bây giờ mình sẽ cần mỹ phẩm màu đỏ. Dùng cho đôi môi nè. Mình sẽ dùng cọ đầu mảnh cho phần này. Và vẽ các đường ngắn ở khóe môi. Mình muốn nó trông giống vết máu. Các bạn thấy sao? Đã đủ thu hút sự chú ý chưa? Đã đến lúc khoe sắc. Oh yeah. Đỉnh của chóp. Bây giờ mình cần tìm Justin. Ai đấy ạ? Wow, Mindy, thực sự là cậu đấy à? Nhìn cậu đẹp tuyệt vời. Cậu thực sự nghĩ thế à? Ý là, wow, tớ đang nghiêm túc, trái tim tớ đã lỡ một nhịp. Cậu tự xem đi. Ngọt ngào quá. Nhưng mà cũng hơi ghê nha. Tớ có một ý tưởng, cậu hãy cắn tớ đi, ngay đây nè. Gì? Cậu muốn tớ cắn cậu à? Ở trường? Ừ, không thành vấn đề. Trời đất ơi, chuyện này thực sự xảy ra rồi. Cậu thấy ok không? Còn phiền hơn tớ từng tưởng tượng. Phong cách bất tử rất hợp với cậu. Mình hãy đi khỏi đây. Ok, cậu có thể vào. Wow, cậu ấy thật may mắn. Wow, bữa tiệc đầu tiên của mình. Áo choàng đó hợp cậu lắm. Ai tiếp theo? Hào hức quá đi mất. Được, ok luôn. Chuyện này thực sự đang xảy ra sao? Wow, cảm ơn. Làm việc của tớ thôi. Đến tớ. Không, không đời nào. Trông cậu giống như củ tỏi hình người. Hả? Chờ đã, tôi có thể khiến cậu đổi ý. Cho cậu cái này. Thôi tránh xa dùm cái. Làm ơn, tớ van xin mà. Dừng lại, đã bảo vắn đi. Tớ mắc cả dòng số tính. Tốt nhất cứ tin như thế đi. Buồn dã man. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Gì đó? Khoan, cách trở thành macaron ư? Đúng thứ mình đang cần. Wow, hên quá cơ. Mình phải chuẩn bị mới được. Có quá trời việc cần làm. Gì chắc nhỉ? À, răng. Chi tiết này khá quan trọng. Ồ, mình không có răng nanh. Thế giới thật tàn bạo. Mình cần trợ giúp. Phải gọi cho một người. Chờ chút tôi nghe mày đã nhé. Alo. Bác sĩ phải giúp cháu với. Xin hãy đến ngay. Cứ tin tưởng vào chú. Tôi đi đây. Ủa, nhưng tôi đang đau răng. Có vấn đề gì? Khủng khiếp lắm. Nhìn này, cháu cần đến dự tiệc macaron. Và cháu không có răng sắc nhọn. Mỗi thế, nhắm mắt chú cũng có thể làm được. Tuyệt, nhưng làm ơn hãy mở mắt. Ngồi im nhé, gần xong rồi. Ca này khó ghê, nhưng cháu sẽ thích đấy. Để cháu nhìn nào. Ủa, gì vậy? Nhìn cháu như con thỏ. Không đúng tí nào. Cháu muốn trở thành macaron. Gì cơ? Có lẽ củ cà rốt sẽ làm cháu vui. Ok, để chú sửa nhé. Chuẩn không cần chỉnh. Mong là thế. Ôi thôi nào. Chú làm gì đây? Tác phẩm đẹp nhất của chú đấy. Ôi không. Hợp với cháu mà. Lần thứ ba may mắn. Mong là chú đã làm đúng. Wow, hoàn hảo luôn. Tuyệt vời mà trời. Cháu thích lắm. Của chú đây. Dầu to rồi, ý là cần thì cứ gọi nhé. Có lẽ cháu sẽ hút máu chứ. Mục đầu tiên đã xong. Mình sẽ gạch khỏi danh sách. Giờ sao ta? Trang điểm và mắt. Chắc là không khó lắm đâu. Xin chào. Khoan, chú nha sĩ đấy à? Không, chắc chắn không phải rồi. Dù chú ấy rất đẹp trai. Úi, ta-da. Ok, chắc không phải thật. Bắt tay vào việc thôi. Này, sẽ hơi lâu đấy nhé.
Ý là nhìn mái tóc xem. Ừ. Đừng có lo, chú biết phải làm gì rồi. Hãy nói xin chào với người bạn nhỏ. Chú sẽ xé đầu của nó ra. Hả? Đồ quái vật. Chờ chú một chút thôi. Cố lên, được rồi nè. Sao lại? Thôi kệ đi. Wow, xanh điệu quá. Chúng ta phải tháo cặp kính ra. Mọi thứ đều mờ tịt. Cháu sẽ quen thôi. Ôi không. Hả? Toàn mụn có phải không? Chú đã có cách rồi. Ngồi im nhé. Wow, cứ như ở spa. Da cháu sẽ sáng bóng. Quên, còn trang điểm. Cưng à, chúng ta phải làm cho đôi mắt thật nổi bật. Đã đến lúc sáng tạo nghệ thuật. Sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng ạ. Trước tiên chú sẽ vẽ mắt nhé. Cứ vẽ theo mí mắt nè. Chú muốn tạo một đường viền. Oh yeah, tuyệt quá nè. Mọi người sẽ bàn tán qua nhiều thế hệ. Chú nghĩ thế thật à? Wow, cháu cảm thấy thật lộng lẫy. Chú quả là thiên tài với chiếc cọ trang điểm. Cháu thấy rất cháy. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Chú nói sẽ giúp đôi mắt trở nên nổi bật mà. Đeo kính áp tròng sẽ khác bọt lắm cho mà xem. Ui, cách đó thông minh đấy. May mà mình có đôi tay vững. Chuyện này có thể đã là thảm họa. Ngồi im đó nha. Wow, mình lại thành công rồi. Cháu nhìn được không? Là cháu thật sao? Wow, thật không thể tin nổi. Cháu có quên cái gì không vậy? Ồ, phải, cháu gửi ạ. Này, chỗ còn lại đâu? Đúng là dịch vụ đáng tiền. Đỉnh của chớp. Whoop, whoop, whoop. Gạch mục này được rồi. Không ngờ xuân sẻ như vậy. Tiếp theo, quần áo. Ok, mình sẽ cần gì đó. Macaron. Mình sẽ đi nghỉ dưỡng. Wow, từ từ đã. Cháu không thể mặc thế này. Nhưng chú muốn uống một trái dừa mát lạnh. Thôi được rồi, để xem chú có gì. Chắc chắn phải có gì đó cháu mặc được. Sao nào? Chú đùa cháu à? Nó quá tươi so với macaron. Chú hiểu rồi. Gì? Nghiêm túc đấy hả? Cháu không mặc nó đâu. Chú sắp hết trang phục rồi. Chờ chút. Cháu may mắn đấy. Hả? Chú có đồ gì đẹp sao? Tin chú đi. Vàng lấp lánh nè. Giả vờ như chưa thấy nhé. Wow, thật hoàn hảo. Chú nghĩ thế thật sao? Wow. Nhìn cháu xinh đẹp lắm. Chú có một thứ đặc biệt cho cháu nè. Hãy xem đây. Wow. Lộng lẫy quá. Cháu xứng đáng có được nó. Nó rất hợp với trang phục của cháu. Cháu thật tốt bụng. Cháu phải mặc ngay mới được. Cảm giác cứ như macaron. Vậy là đủ hết rồi đó. Chuẩn, đủ rồi. Một màn lột xác khó tin. Khoan, thử thấy. Máu à, và rất tươi. Hả, khoan. Nhanh lên, hi-ha. Sinh tổ máu. Món mình thích nhất. Ouch. Ồ, cắt trúng tay rồi. Máu tươi. Mình đang rất đói. Mình cần ăn. Ê. Anh muốn gì? Đứng yên. Không, lùi lại đi. Mình cần mẹ. Cười tươi nào. Tôi có băng keo cá nhân dễ thương nè. Xong rồi. Đỡ hơn chưa? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghỉ giải lao. Gì vậy? Một con rơi. Anh ấy đâu rồi? Really? Ê, nhanh lên. Ouch. Gì What? Vậy? Anh nghĩ anh đã uống quá nhiều cà phê. Tỏi đâu? Bình tĩnh đi. Chúng tôi cần anh giúp. Chúng tôi đang có em bé. Anh yêu, em nghĩ em bé sắp ra rồi. Sao cơ? Mình thấy không ổn lắm. Có chuyện gì vậy? Đi theo tôi. Ôi không. Đừng sợ, thở đi. Ok, có vẻ đơn giản. Tôi chỉ nhìn một chút thôi. Đáng sợ quá. Bác sĩ, anh nghe thấy tôi nói không? Bình thường có vậy không thế? Tôi không đến gần đó đâu, thấy không? Sợ quá đi mất. Nhưng mình phải chụp một tấm hình. Phải làm gì đây? Đừng hỏi tôi, anh là bác sĩ mà. Bình tĩnh đi. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như này. Anh phải giúp tôi.
Tôi sợ quá, ôm tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh xem đi kìa. Mừng vì đã xong. Mình đã bỏ lỡ gì sao? Anh làm bố rồi. Không thể tin được. Làm tốt lắm các bạn. Tôi sẽ nói đây là con trai, con gái hay con rơi. Con có cặp mắt giống mẹ. Mình sẽ bán mấy bức hình này. Mình sẽ giàu. Thôi nào. Mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cười lên nào. Mình ghét mài răng nanh. Cảm giác rất kỳ cục, nhưng phải làm thôi. Anh có sợ không? Cô mặc cái gì vậy hả? Tôi tự chọn đấy, cũng đẹp đúng không? Macaron mặc đồ đen. Đợi đã, đây là vương miện hả? Sự kiện là quan trọng nhất. Giả vờ như anh không thấy đi. Tôi có 1% là Macaron đấy. Tôi sẽ đánh giá chuyện đó. Mình đang ở đâu đây? Đây là bài kiểm tra khó nhất mà Macaron từng biết. Tôi chưa học bài. Đợi chút, đó là cái gương hả? Macaron thật sợ ánh sáng. Mình để nó lại cầm tôi. Chúng mình rồi. Buồn cười quá. Không hề. Thử cái khác nhé. Ôi, ok. Nhìn tờ giấy bay lên nè. Tôi điều khiển nó bằng suy nghĩ. Đây là năng lực của Macaron. Cha ảo thân hay đấy. Đến lượt cô. Tôi làm được. Giấy bay đi. Tôi làm được này. Nhìn nó bay nè. Đợi chút. Sao có thể? Có lẽ mình đánh giá cô ấy hơi thấp. Không, đừng để anh ấy thấy sợi dây. Anh ấy đâu phải người duy nhất có mẹo cao tay. Phải tỏ ra bình thường. Xong rồi chứ? Chưa xong đâu. Xem đây. Wow, anh lộn ngược sao? Sao anh không chóng mặt vậy? Tôi là Macaron mà. Đây là việc chúng tôi làm. Chúng tôi là vậy đấy. Đến lượt cô. Anh muốn tôi làm vậy sao? Không thành vấn đề. Cho tôi một phút. Tôi đang đợi đây. Chuyện này thường không xảy ra. Đợi chút. Cô không phải là Macaron. Và điều đó làm tôi tức giận. Không hay rồi. Chỉ có một cách thôi. Cái quái. May là mình mang theo tỏi. Phải đi thôi. Vui ghê. Và đây là phòng tớ. Quan tài đâu? Ngồi đi. Tớ quay lại ngay. Đúng là ác mộng. Sáng quá. Lùi lại đi đồ quái vật. Mày không muốn gây chuyện với ta đâu. Qua đây đi. Cô ấy quay lại rồi. Hy vọng cậu thích táo. Cảm ơn. Cậu muốn tớ ăn nó hả? Dàn ghê. Răng nanh của mình. Đau quá. Đau thật đấy. Tôi xin lỗi. Tại sao cậu lại làm vậy? Làm gì đó đi. Đừng lo, tôi sẽ gọi bác sĩ. Thôi nào, xin chào. Chúng tôi cần giúp đỡ. Mình có linh cảm xấu về chuyện này. Đèn sáng quá, tắt đi. Điện tắt dần. Không, lùi lại đi, đừng làm tôi đâu. Xin chào. Chào. Mở miệng lớn ra, không đau đâu. Thôi đấy nhé. Tôi biết mình đang làm gì mà. Vậy thì tốt. Tôi đổi ý rồi. Đừng ngốc thế. Xong rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ vệ sinh răng nanh nhé. Chúng sẽ sáng bóng. Nghe được đấy. Không, trừ cái này ra. Yên nào. Thật ra nó chỉ hơi nhột. Nhìn cái cổ kìa. Ngon quá. Mình phải kiểm chế. Nó thật hoàn hảo. Wow, cười một cái nào. Sao rồi? Anh tự xem đi. Được đấy. Cô cầm bàn chải rất giống nghệ sĩ. Sẽ rất tiếc nếu chúng chỉ toàn là máu. Tôi rất vui vì anh thích. Món ăn miễn phí của mình đi rồi. Quay lại đây. Thêm một khách hàng hài lòng. Giờ sao nữa? Tôi muốn hút máu cô. Ê,
mọi chuyện thế nào rồi? Chào, chúng tôi và Xong. Rất là đau. Ôi không, răng mình. Xấu hổ quá. Một ngày mệt mỏi. Mừng vì đã về tới nhà. Mà cả đồng không bao giờ hết việc. Chúc mừng sinh nhật. Woo! Sao, các cậu nhớ à? Dĩ nhiên rồi. Lẽ ra các cậu không nên mang đến rắc rối này. Tôi nói thật đấy. Mình ghét cái này. Tớ thích bài hát này. Xem tớ nhảy nè. Tuyệt quá. Các cậu mua bánh cho tớ sao? Ướt đi nào. Nóng kìa. Chắc là có sai sót gì rồi. Kệ đi. Dù sao thì cậu ấy cũng rất nhàm chán. Chúng ta vẫn có thể chơi thật vui. Ôi trời ơi, Jerry chắc chắn là thích cậu. Không có đâu. Nhưng lúc nãy cậu ấy liếc mắt về tớ đấy. Sao giờ thì dụ cậu đến bắt chuyện đi. Lát nữa tớ mặc bộ này được không? Ừ, ok đấy. Màu cam, màu chiến thắng. Gina đợi đã. Bao lâu rồi cậu không cạo lông thế? Cậu thực sự cần cạo lông chân đấy gái ơi. Ừ, cậu nói đúng. Tớ có thời gian cạo không ta? Phải làm gì bây giờ? Dao cạo gãy mất rồi. Sao mà dùng được nữa? Quá chán. Thử dùng kéo cũng được mà. Kéo á? Còn lâu. Ý tưởng vậy thôi. Chán như con rắn. Khoan. Bông tắm của mình. Tớ không hiểu. Chuẩn rồi đấy. Đầu tiên hãy mở nó ra. Sau đó rắc sequin lên. Rất lấp lánh phải không nào? Và cậu chỉ cần thế thôi. Sẵn sàng chưa? Tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu có thể giải thích không? Tưởng cậu sẽ không hỏi chứ. Hãy trào chiếc quần lấp lánh đi nào. Thích không? Tớ giống như nữ thần tỏa sáng ấy. Con chẳng nhìn thấy đám lông. Quần này siêu dễ thương. Hình như muộn giờ rồi ý. Ừ, muộn rồi đấy. Gina, nhìn kìa. Gì thế? À, này, tớ suýt không thấy cậu Alex. Kính đẹp nha. À, mái tóc của cậu ấy bóng mượt kìa. Gặp cậu sao nhé? À hả? Xin chào. Nói gì đó đi. Ờ, được rồi. Chào đang ấy. Gina, có gì trên cổ tay cậu vậy? Xem nào. Hãy thử lau nó đi. Có được không? Bỏ tay. Tớ sẽ phải làm gì bây giờ? Ca này khó đấy. Mà chờ một chút. Này, đưa cho tớ. Nước của tớ á? Được rồi. Chỉ cần ống hút thôi. Lấy một bộ ống hút và cắt đi phần đầu. Chuẩn. Giờ hãy tiếp tục cho đến khi bạn có được nhiều mảnh. Tớ chỉ cần một chút không gian. Sợi dây nè. Đầu tiên, giả nó xuống bàn nè. Như vậy nó sẽ cố định khi bạn xô các mảnh ống hút. Sau đó luồn đầu kia vào như này. Và kéo. Nó tạo ra một kiểu mẫu rất hay. Vậy thôi. Một chiếc vòng tay tự làm. Các màu cầu vồng yêu thích của tớ. Này. Hả? Vương giúp tớ với. Rất hân hạnh. Tớ sẽ buộc hai nút. Và cậu không thể thấy vết bẩn. Đi nói chuyện với Alex đi. Nè. Chào cậu. Hãy ngồi cạnh tớ. Rất vui được gặp cậu Gina. Cậu muốn xỉu. Vòng tay đẹp đấy. Tớ rất thích phong cách của cậu. Cảm ơn nha. Tuyệt. Hả? Mình quên mất buổi dạ hội. Phải chuẩn bị mới được. Tóc của mình ok chứ? Nhưng vương miện sẽ làm nó nổi bật. Vương miện lấp lánh quá đi. À hả? Chuẩn luôn. Được rồi. Nhưng mình không thể mặc áo phông. Cả
bộ này đều không ổn. Ok, mình phải tìm bộ khác. Bộ này ổn áp nhất nè. Woohoo! Tìm cũng không quá khó. Ta-da! Sao nhìn mình giống Wednesday vậy? Không. Bộ này thì sao? Dép quần nhện của mình mách lạ. Không được. Chắc chắn là không. Còn bộ này? Tối tăm và u ám. Tự dọa ma luôn. Xinh quá à. Mình tìm được bộ nghỉ rồi. Bye áo choàng. Và xin chào váy xinh. Màu hường siêu dễ cưng. Mệt quá nè. Cậu có muốn nhảy cùng tớ không? Wow, cậu nhảy giỏi quá. Cậu đã học nhảy ở đâu? Ôi không, mà chờ một chút. Ai lại đi dự hội mà không mang giày? Đúng là dở hơi. Chân trần ở dạ hôi, chắc là hôi dình. Mơ tưởng vớ vẩn. Nhưng cậu ấy nói cũng có lý. Không được. Chắc chắn là không. Chính là đôi này. Hào hứng quá đi mất. Mong là đôi này vừa. Hơi chật một chút. Ok, quá chật. Con chẳng bước đi nổi. Mình không cố nhét vào được. Cảng gót chân lòi ra. Không thể đi dự hội rồi. Thật là không công bằng. Nín đi nào Ellie. Hả? Wow, cậu là ai? Tớ là tiền đỡ đầu của cậu. Cậu không có đôi giày phù hợp đúng không? Vì tớ sẽ phải đi dự hội mà không mang giày. Không thành vấn đề. Có thứ này thì khỏi lo. Ba la. Không còn chân trần nữa. Đôi giày mới đây. Hãy để những chú bướm làm việc. Xem kìa. Wow, giày đẹp muốn xỉu luôn. Tớ chưa từng thấy đôi nào như này. Cảm ơn thiên đỡ đầu. Không có gì. Tất cả đều nhờ những chú bướm. Thật kỳ diệu phải không nào? Đi thôi, chúng mình sẽ muộn mất. Hãy đi vậy. Chắc là mình phải đi một mình rồi. Ăn bim bim mặn sướng hơn đi dạ hội. Wow, ở đây nhiều đồ xinh quá. Hãy nhìn chiếc túi này. Xinh ghê. Mình phải sở hữu chiếc túi. Nó thật lấp lánh. Khoan, tớ cần nó. Không đời nào. Tớ thấy nó trước. Cậu nói điêu. Tớ nói thật. Thả ra. Sao cũng được. Mình sẽ tự làm chiếc túi xách hoàn hảo. Và nó sẽ có các màu sặc sỡ. Chắc chắn sẽ đẹp mê ly. Túi mới của tớ nè cả nhà. Ghen tị lắm phải không? Túi này siêu đắt đỏ luôn ý. Nó dễ thương quá. Đúng vậy. Chắc qua nào. Tớ và cặp của tớ cần chút không gian. Hả? Cái cặp cháy quá. Hay lắm. Ừ, tớ tự làm đấy. Và tớ mang snack cho mọi người nè. Mong là các cậu đang đói. Chẳng ai nhìn túi của mình cả. Thôi lượn đây. Tớ rất vui vì các cậu thích nó. Đừng dừng lại, cứ ăn đi. Bạn thích bài trò vui ư? Vậy thì có thể bạn sẽ rất hợp với Macaron đấy. Hãy xem và học hỏi nhé. Này, ai đó tặng quà cho mình à? Là Chloe sao? Chắc là không phải rồi. Chà. Ôi, rơi, toàn là rơi. Tránh xa tao ra. Ai có thể làm chuyện này chứ?
chính là cậu chứ không thể ai khác. Chờ đó hiệu quả ghê. Đã đến lúc lấy độc trị độc rồi. Mình sẽ vẽ toàn bộ mặt màu trắng. Kể cả chân mày luôn. Và tiếp theo ư? Tất nhiên là các nét đặc trưng rồi. Như đường chân tóc rõ ràng này. May mắn là tóc mình đèn sẵn rồi. Và đôi lông mày rậm cho hợp. Tiếp theo là đến mắt. Màu đỏ khiến chúng trông trũng sâu. Màu đen giúp chúng có vẻ mệt mỏi hơn. Xin chào nếp nhăn. Mình đã sống hàng thế kỷ rồi. Đúng rồi, cần thêm nhiều nếp nhăn nữa. Bạn cũng có thể dùng màu tím để nhấn mạnh thêm những điểm đặc trưng. Chả trông ăn nhập với nhau ghê. Má hót để trông đáng sợ hơn. Và có lẽ là thêm cằm trẻ nữa. Không được để lộ làn da hồng. Càng đen thì càng tốt. Tiếp theo là răng. Những chiếc răng hút máu này vừa cắn vào miếng thịt tươi. Đừng lo, chỉ là hóa trang thôi mà. Nói lời chào với vua của Mạc Cờ Rồng đi nào. Gặp cậu ở lớp toán nhé. Này, ai tắt đèn vậy? Mình không thấy ai hết. Cái đèn đó bị chứng gì vậy? Thôi kệ đi. Chắc là do cúp điện thôi. Cái gì vậy? Này, ai ở ngoài đó thế? Đó là tờ ghi chú sao? Kỳ lạ thật. Mình thấy sợ rồi đấy. Mình có nên đọc nó không? Nó viết cho ai vậy nhỉ? Trông như tấm thiệp. Quay lại nào. Này. Ôi trời. Đó. Là Dracula đó cưng. Xem tất cả hướng dẫn trang điểm đó cũng là không bỏ công mà. Lại được xem phim vào buổi tối. Nhưng thật chán khi ở nhà của Brian. Cậu ấy sẽ không chịu ngậm miệng lại. Mình sẽ thẳng âm lượng lên. Mình vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy đấy. Thôi nào. Hả? Như này là lớn nhất rồi sao? Phải đi lấy thêm đồ ăn rồi. Chờ nhé. Tớ sẽ quay lại ngay. Mình ước cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Cậu ấy có chịu ngậm miệng không? Tớ biết một cách để cậu ấy im lặng đấy. Chloe chính là nó. Hãy dùng mấy cái răng đó để cắn tớ. Thật khứ. Không. Không phải làm thật. Yeah. Trên một tờ giấy da, hãy dùng súng bắn keo vẽ một hình ngôi sao. Thật ra hãy vẽ hai hình nhé. Để chúng qua một bên cho khô. Dùng keo hóa trang đặc biệt và dán keo đã khô lên trên. Dùng mút trang điểm để tán cho chúng hợp với màu da. Dùng chỉ kẻ mắt bôi đèn ở giữa. Sau đó chấm phấn trang điểm màu đỏ lên trên. Máu giả sẽ làm cho nó giống thật hơn. Dùng lớp lót màu đỏ để chấm xung quanh các vết cắn. Trông y hệt như máu bắn ra. Tìm thấy đồ ăn vặt rồi. Gì vậy? David, Chloe đang làm cái việc mà mình... Cô ấy đang làm sao? Mình phải ra khỏi đây thôi. Cực kỳ hiệu quả luôn. Làm tốt lắm. nhìn đôi chim ươn ương kia kìa. Trên đùi cậu có gì vậy? Cho tớ á? Cái gì vậy?
Ồ, cảm ơn nhé. Tớ cũng có cái này cho cậu. Cậu nhớ ngày kỷ niệm của chúng ta sao? Không phải chứ, việc này vui lắm sao? Ờ, mình phải nghe điện thoại chút, đúng lúc quá nhỉ. Cậu ấy muốn tặng mình tỏi sao? Chà, tớ cũng chơi khăm được với tỏi đấy nhé. Lấy một củ tỏi, rồi dùng một cái que đâm xuyên qua. Sau đó lấy một tô sô-cô-la chảy. Ờ, nhúng cái này vào. Không giống tỏi nữa đúng không? Này, phục vụ, quay trở lại với cái này nhé. Xin lỗi, điện thoại công việc. Sô-cô-la của anh đấy. Có phải của mình đâu nhỉ? Nhưng mình sẽ không từ chối sô-cô-la miễn phí đâu. Tốt lắm, bắt đầu rồi. Chỉ cần một miếng to thôi. Là tỏi sao? Mình cần uống nước ngay. Đây là mùi kinh khủng nhất mình từng nếm. Chúc mừng ngày kỷ niệm nhé. Anh không liên quan đến chuyện này. Ờ, tôi sẽ tính tiền. Oh, chào Brian. Cậu ấy muốn gặp ở quán cà phê sao? Mình phải mặc thật đẹp mới được. Áo khoác dài nhỉ? Mình cá là mình đẹp khi mặc bộ này. À, mình quên mất, không soi gương được. Làm macaron đôi khi cũng phiền ghê. Ước gì mình giống người hơn. Hey David, nói xem, cậu thấy tớ thế nào? Không đẹp. Thật á? Nhưng tớ muốn trông dễ thương để đến buổi hẹn. Thế trang điểm thì sao? Cậu trang điểm cho tớ á? Được thôi. Cậu chưa bôi đủ cái này. Oh yeah, đẹp hơn rồi đấy. Giờ mới gọi là xinh đẹp lộng lẫy lung linh này. Không có chí. Chúc mừng vui nhé. À, cô ấy đâu rồi nhỉ? Úp, ôi, không ai thấy hết đúng không? Lại đây nào. À, chào Brian. Tớ này, Chloe. Hẳn là... Xin lỗi, tớ đến trễ. Wow, là Chloe, không phải sao? Vậy thì... xin lỗi đại trước. Được rồi. Cậu ấy bỏ rơi mình rồi. Giang mình bị dính gì sao? Mình cần được soi gương. Này, sắp đến lượt tớ rồi. Háo hức quá. Khoan đã, bộ đồ này trông hay ho nhỉ. Cảm ơn. Tôi đang mỉa mai đấy. Làm ơn, em có nụ cười đẹp mà. Gì? Ra khỏi đây đi. Thật thô lỗ. Ôi. Có phải mình đã làm điều đó không? Tôi không cố ý làm tổn thương cậu đâu. Đây là loại rơi gì vậy? Xin chào. Sao bạo lực thế nhở? Tớ đang cố tham gia bữa tiệc á. Ăn mặc thế á? Cậu cần thêm chút style má cà rồng. Hiểu tớ không? Chà, tớ đã sẵn sàng rồi. Đã đến lúc biến thành ma cà rồng. Làm thế nào để trở thành ma cà rồng? Làn da phải sạch đúng không? Da tớ thì không đẹp lắm. Tớ trông giống một chiếc bánh pizza pepperoni biết đi. Nào, xịt đi. Làm ơn. Tất cả đều là vô ích. Tại sao mình lại cố làm gì cơ chứ?
mình không thể có một khuôn mặt mới, nhưng mình có thể thử thứ gì đó. Thử sử dụng chiếc ống hút này nào. Tìm thấy mục tiêu rồi. Đợi đã, ma cà rồng Patty. Chắc việc này có thể đợi được. Chờ chút, tôi đến đây. Oh, rất vui vì cậu trả lời đó, Naomi. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang biến hình á. Đó. Oh, tội nghiệp quá. Làn da mịn màng có phải là điều bạn mong muốn? Vậy thì bạn cần cái này. Oh, cảm ơn. Sử dụng thế nào đây? Và cái vòi này là gì vậy? Có hút mụn được không? Này, hiệu quả. Không thể tin được. Da tớ đã sạch mụn rồi. Sạch nhất có thể luôn. Không một tì vết nào nữa. Nhưng cậu vẫn bị mụn đầu đen. Dùng đi. Cho lên mũi của tớ. Cảm ơn cậu. Cứ dí vào là được à. Cảm thấy tuyệt quá. Khoảnh khắc của sự thật đây. Nhìn kìa má ơi. Thật kinh khủng. Ôi trời. Wow. Đó có phải là mình không? Lỗ chân lông của mình rất tuyệt. Đúng vậy. Nhưng cái gì thế này? Đó có phải là... đừng bận tâm. Thôi được rồi. Bây giờ da mình đã khá hơn. Mình có thể chuyển sang làm răng nanh. Thấy ổn không? Thẳng hết mức có thể. Không có nanh nha. Thế thì sử dụng cái gì? Ôi, ngoan quá. Có gì không? Ôi. Còn ở đây thì sao? Đúng rồi. Xem nào. Nhìn này, sắc bén thực sự á. Nhưng mình thực sự có thể sử dụng cái rũa này. Mình sẽ tự tạo hình. Có hiệu quả không ta? Sợ quá. Không, mình cần Betty giúp. Hả? Naomi? Gì đây? Tớ cần vài chiếc răng nanh. Răng nanh? Giống của tớ. Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi. Cậu thấy cái này không? Hả? Cảm ơn. Được rồi, tớ đã sẵn sàng. Cao răng biến đi. Đừng quên ở dưới này nhé. Chà, cảm giác ổn hơn nhiều. Nhưng đó là gì vậy? Cái gì? Sẽ không đau tí nào đâu. Hãy giữ thật yên nhé. Bây giờ hãy há to. Cậu sắp xong chưa? Đó, xong rồi. Cậu có chắc chắn về điều này không? Trông tớ giống như một con thỏ con á. Tớ chỉ đùa một chút thôi. Đợi đã. Rửa sạch này. Khăn giấy. Và thế là hoàn tất. Thật sao? Wow, bén thật đó nha. Làm tốt lắm. Nhưng đã đủ đáng sợ chưa? Ghê. Cậu học rất nhanh đó. Được rồi, tớ đi đây. Tạm biệt. Thích quá à. Ôi. Ít nhất thì trông cũng xịn sò. Vậy tiếp theo là gì? Mắt. Dễ mà. Betty. Bây giờ thì sao? Xin chào lần nữa, đã đến lúc làm mắt. Muốn cắn một cái không? Tớ hả? Dạo này tớ ăn chay rồi gái ạ. Rau củ là món ưa thích của tớ. Hương vị cũng tuyệt vời không kém. Tạm biệt. Đợi đã, đừng đi. Lạnh quá. Cái gì vậy? Bán vết cắn ma cà rồng. Chỉ có 5 đô. Mình phải gọi ngay thôi. Làm ơn cắn một miếng thôi. Dễ thật sự. Cậu muốn cắn một miếng à? Có tôi ở đây rồi. Hy vọng bạn thích kiểu mắt đỏ. Hãy đi với tôi. Đợi một chút. Tớ có thể dùng bàn không?
phải tạo không khí cái đã. Nước trái cây, cảm ơn nhé. Tất nhiên rồi, chỉ còn vài thứ nữa thôi. Để coi nào. Oh, hình như có rồi này. Chuẩn, nó đây. Phải bảo vệ da của bạn nhé. Và còn thơm nữa. Bây giờ mình đã sẵn sàng. Đã xong chưa? Oh, được rồi, làm nào. Thế nào? Hả? Chà, cảm giác thật thú vị. Hả? Đã được chưa ta? Cậu cắn tớ xong chưa? Phải xem thử mới được. Chà, có màu đỏ tươi. Rất vui vì cậu hài lòng. Thanh toán nhé. Cái gì? Oh, đợi đã. $5 phải không? Tuyệt vời. Nhớ đánh giá 5 sao nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại. Xem cô nàng ma cà rồng đáng yêu này nè. Sẽ được 1.000.000 like cho xem. Bây giờ làm tiếp thôi. Tóc, chắc sẽ vui lắm đây. Nếu nhìn thấy gì thì sẽ vui á. Gương mình bị gì đây? Mình sẽ hỏi Betty. Hoặc là dùng màn hình. Sao mà nhiều gầu vậy ta? Nhìn đống da chết ấy kìa. Tệ quá. Phải có thứ gì đó quanh đây chứ. Đây á? Ờ, đây rồi. Vậy là không còn bị khô da đầu nữa rồi. Chỉ cần đổ dầu xả vào đây. Sau đó đậy nắp lại. Hãy massage đầu như thế này nhé. Tẩy tế bào chết quá đã. Trông ổn đấy. Đó, sạch sẽ quá. Cảm giác cũng thật là thoải mái. Nhưng làm cách nào để tạo kiểu nhỉ? Nào, khô đi. Ôi, khó chịu quá. Còn cái túi nhựa đó thì sao? Chuẩn không cần chỉnh rồi đấy. Sau khi đã nhét hết tóc vào thì đã đến lúc sấy nha bà con. Đó, vậy là xong xuôi. Bây giờ hãy lắc lắc nào. Rối quá đi thôi. Ôi, tôi rất thích. Tránh đường, tóc tớ gặp trường hợp khẩn cấp. Giúp với. Cái gì? Tóc em rối quá chị ơi. Chị có thể sửa nó. Oh, mình có cách rồi này. Chị có nhận tiền mặt không? Chắc bằng này cũng ổn. Bộ đồ này quê quá. Nhìn chiếc quần bó đó kìa. Thật ra chị có một ý tưởng. Hả? Cái gì? Oh, chị mượn cái này được không? Nó sẽ giúp cưng có được những lọn tóc xoăn hoàn hảo. Chỉ cần xoắn vào tóc cưng thôi. Cưng có thấy cách này dễ dàng không? Sao đó quấn quanh như thế này? Dùng kẹp để giữ cố định. Em phải đợi bao lâu? Để chị suy nghĩ. Chưa đâu. Bây giờ 2, 3, không 1, 2, 3. Vậy là ổn rồi. Hãy xem nó trông như thế nào nè. Chỉ cần gỡ cái này ra thôi. Wow, nhìn những lọn tóc xoăn đó kìa. Xinh tuyệt vời. Chị biết mà, có gì đâu. Phải bỏ mấy cái này nữa. Tạm biệt cặp kính và xin chào bút kẻ mắt này. Nó sẽ làm nổi bật đôi mắt màu đỏ ruby đó. Môi và má cũng đỏ nữa nhá. Em nghĩ sao? Chà, chị thật tuyệt vời. Ôi trời, đơn giản. Mà nhân tiện thì... Ta-da! Không thể nào. Mình đeo trang sức này. Vừa như in luôn nhé. Còn đôi giày. Em thậm chí còn không nhận ra chính mình nữa. Ôi, mình tự hào quá. Chúc vui nha. Được vào rồi này. Giờ ngầu lên nhé.
Chào cả nhà. Wow. Tớ cũng rất vui được gặp các cậu. Nỗ lực khó khăn này chắc chắn đã được đền đáp nhỉ. Tránh xa nàng mấy nàng. Trông cậu thật lộng lẫy. Tốt lắm Naomi. Công việc của mình đến đây là xong. Người ta nói rằng tình yêu thật tươi đẹp, ngay cả khi bạn là macaron. Mẹo làm đẹp hay nhất của bạn là gì? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như thế này nha.